Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến trinh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây là cặp bốt, đó là 301 series 3 màu vàng đẹp. Đấy, tuyển kỹ bao jean nữa các bạn. Cặp loa này thì các bạn biết rồi, nghe nhạc chuyên nghiệp hay và hát karaoke hay. Và có tới 3 cách bố trí cho cặp này, tôi đã có video hướng dẫn. Cặp loa này các bạn nhớ nhé, giá chỉ 14 triệu 500 ngàn đồng. Trước đây các bạn thấy có những thời điểm 15 triệu, 15 triệu 500 ngàn đồng, nhất là năm ngoái. Thì năm nay các bạn thấy là cái mặt bằng chung đã xuống rồi. Còn nếu như bốt 301 series 3 màu đen này thì tôi đang bán mức giá 12 triệu đồng hàng tuyển kỹ. Và nếu như các bạn có thiện chí lấy thì tôi sẽ để cho các bạn màu đen ấy, thì giá chỉ 11 triệu 500 ngàn đồng một cặp thôi. Tôi còn 3 cặp màu đen, các bạn nhớ nhá, nhấn mạnh các bạn là như vậy. Thì đối với những dòng này thì các bạn có rất nhiều cái phương án phối ghép, đánh bằng cover, đánh bằng crown, đánh bằng đền ông, đánh bằng san sui, đánh bằng pioneer, đánh bằng technique, vân vân và vân vân đều ok. Ở đây thì tranh thủ ghép và tiếp thị các bạn, đó là âm ly đền ông 890DG. Đây là dòng có tích hợp sẵn bộ giải mã DAC như các bạn đã biết. Và dòng này thì tôi bán mức giá 20 triệu đồng. Ở đây các bạn nhìn thấy tôi ghép vào đó là một con vang, đó là vang cơ, gọi là con chim sơn ca trong làng vang cơ, trong lĩnh vực karaoke. Đây là con vang cơ của hãng CAVS Model K3000. Đây nó có cả eco, cả dì vật, các bạn nhìn thấy đây này. Những con vang cơ có eco, có dì vật trên thị trường này rất ít, và đặc biệt dòng này tiếng nó mượt lắm. Và người ta đã gọi nó là con chim sơn ca đầu đàn trong làng, trong làng cái vang cơ này đấy. Đây tôi có rất nhiều bản test rồi. Con vang này giá chỉ 2 triệu 500 ngàn đồng thôi. Tôi test rất nhiều và lần nữa tôi sẽ test âm. Ở đây thì tôi rất là vui được tiếp thị các bạn một trong những cái mẫu mic mà có lẽ là bây giờ thì CAVS mới đem về thị trường Việt Nam. Và đây là một trong những cái mẫu mic mà những người biểu diễn sân khấu sự kiện, những người hát chuyên nghiệp, những người khó tính một chút, những người hay sử dụng trong những môi trường mà nó có nhiều cái nhiễu động điện tử thì nên sử dụng. Đây là mẫu mic CAVS, đó là mẫu S9. Các bạn nhìn kỹ ở đây này, có hai mẫu, mẫu S9 và mẫu S10, thì tôi bày ở hai bên ấy. Mẫu S9 này cũng như mẫu S10 có hình thức giống nhau nhưng nó khác nhau một chút về mặt cái công nghệ. Ở đây là mẫu S9 thì các bạn nhìn thấy nó sử dụng tới 4 cái dâu. Đấy, 4 cái dâu, mỗi mic là 2 dâu. Như vậy nó sẽ tăng cường khả năng liên lạc giữa đầu thu với tai mic, một đầu thu hai tai mic mà. Và các bạn sẽ thấy là nhờ cái trang bị những cái công nghệ tối tân nhất, tự động can nhiễu và tìm cái sóng sạch, nên trong cái môi trường mà có rất là nhiều cái sóng, sóng radio, sóng điện tử của nhiều các thiết bị, nhưng những chiếc mic như thế này nó sẽ đảm bảo nó sẽ tự động can nhiễu và tìm ra cái liên lạc tốt nhất giữa đầu thu với tai mic. Các bạn nhìn thấy đây là hộp của nó này, rất là nặng và xịn sò. Những người để hát chuyên này, những người hát khó tính trong gia đình này, có thể lựa chọn mẫu mic này. Và mẫu mic S9 này thì có giá là 5 triệu 800 ngàn đồng một bộ. Ngoài cái mic CAVS-T4S mà tôi vẫn giới thiệu với các bạn giá 3 triệu đồng ấy, thì mẫu này là mẫu cao cấp. Mẫu S9 của CAVS này có giá là 5 triệu 800 ngàn đồng. Ngoài ra mẫu S10 này, mẫu S10 này có giá là 8 triệu đồng. Đấy, cấu trúc hình thức cũng y như thằng S9 nhưng nó cao cấp hơn một chút. Như vậy các bạn sẽ lựa cơm để gắp mắm. Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bụi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa sim, đứng nhìn sương tím hoang biển biệt, nhớ chồng kinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến trinh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê.
Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng nôi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tim, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng nôi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tim, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa xin.